Em tên là Nguyễn Đình Dương, rap name của em là Tes và em sinh năm 2001. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Lý do mà em chọn để đến tham gia chương trình Rap Việt bởi vì đơn giản là em muốn đưa âm nhạc của mình và đưa những câu chuyện của mình đến với tất cả người nghe trên cả nước. Chủ đề mà em thường chọn để sáng tác nhất có lẽ là live hoặc là brag, là những cái nói tự tôn về bản thân của mình. Đây là những mà chủ đề em hay thường chọn để sáng tác. Âm nhạc của em chịu sự ảnh hưởng bởi rất nhiều nghệ sĩ rap, ví dụ như là BY của Hàn Quốc, China Lucas của Mỹ, hay là H và AJ Tracy của nước Anh. Thực ra em muốn tìm được một sự tương đồng nhưng mà cũng là mới lạ giữa hai phong cách đấy, bởi vì một chút Hàn Quốc lại pha với một chút Mỹ, nó có phải hay hơn là đi theo một kiểu không? Thực ra là gia đình ủng hộ việc em chơi nhạc để giải trí nhưng mà lại không ủng hộ em theo con đường nghệ thuật. Nhưng mà em đang chứng minh cho gia đình em thấy là em có khả năng theo được con đường nghệ thuật. Nếu mà em không làm rapper thì em sẽ quay trở lại với cả môi trường đại học của em và em sẽ tiếp tục đi với ngành công nghệ thông tin làm kỹ sư phần mềm. Nhưng em khiến anh quá lâu, dắt em qua từ một cảm xúc trên giai điệu mật đét, flow anh không có sửa. Nếu em thích anh là một chàng trai bad boy, biên gì không có cửa. Vậy thì sao đây? Với tình bao vây xung quanh em thì không đủ trình độ nên cuốn gói. Anh chắc chắn sẽ có được em nên tóm lại đây là điều mà anh muốn nói. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.